Hey, xin chào các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ học về một vài mẫu câu cơ miệng của người Nhật. Tức là khi mà các bạn giao tiếp với người Nhật thì các bạn nên học những cái câu tủ của mình, những câu mà người Nhật hay nói để khi mà nói chuyện với người Nhật thì chúng ta có thể không cần nghĩ mà chúng ta có thể nói được ra ngay. Và hôm nay mình sẽ dạy các bạn một vài những cái câu đó. Câu đầu tiên chúng ta sẽ dùng là どうしたの? Tức là sao thế? どうしたの? どうしたの? 別に? Nếu mà dùng どうしましたか? どうしましたか? Hay là どうしたんですか? 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 Thì có nghĩa là anh làm sao thế, chị làm sao thế. Ok? いえ、別に. 別に? Tức là chẳng có gì đâu. Hoặc là chúng ta có thể thêm đằng sau vào nó là なんでもないよ. Cũng là có nghĩa là chẳng có gì đâu. Chúng ta kết hợp cả hai câu hay là nói từng câu riêng một là cũng không sao cả. 何もない. 何もない. Tức là không có gì. Ok. もちろんだよ. もちろんだよ. Tức là đương nhiên rồi. Hay là 当たり前だよ. 当たり前だよ. Tức là tất nhiên rồi. Hai câu này giống nhau nhé. Ok. Từ này là もしかして. もしかして. Chẳng nhẽ. Không có lẽ. もしかして. Tiếp theo. なるほど. なるほど là ra là thế nhá. なるほど. Ngoài ra chúng ta có thể dùng là なるへそ. ここは. へそ. なるほど thì chúng ta có thể nói là なるへそ. なるへそ. Ok. Ra là thế. Tiếp theo chúng ta đến với từ そんなことないよ. Tức là làm gì có chuyện đó. そんなことないよ. まさか. まさか là không thể thế được. まさか. 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 Không thể thế được. Khi mà chúng ta ngập ngừng mà không biết nói cái gì đó thì chúng ta hãy sử dụng câu なんていうかな. なんていうかな. Hay là なんというかな. でもいいですね. Tức là nói thế nào bây giờ nhỉ. Ta không biết diễn đạt cái từ đó như thế nào, chúng ta sẽ sử dụng câu này. Các bạn hãy cùng nhau theo dõi đoạn hội thoại sau đây. どうしたの二人。いや別に。あ、何でもないよ。3月にベトナムに行きますか。もちろんだよ。当たり前だよ。もしかしてベトナム人の彼女がいる。いやいないよ。いないいないいない。絶対いる絶対いる。いやいやいや。